Mẹ có thể, bố có thể, chị có thể, bác có thể kể lại về hành trình mẹ đi đẻ con như nào được không? được chứ. Hôm đấy là ngày Tết xong được 20 ngày rồi, hôm đấy là 20 tháng giêng âm lịch ấy, 20 tháng giêng. Thế là hôm đấy là mẹ mới thấy nó ra cái thăm đỏ đỏ. Thế xong mẹ mới chạy sang nhà bà Yến, mẹ bảo bà Yến ấy, cháu ra cái thăm đỏ rồi chắc là sắp đẻ phải không bà? Bà bảo ừ đúng rồi đấy. Thế đi về gội tắm gội đi. Không thì mấy hôm nữa là đẻ, à không thì ngày mai đẻ là lại kiêng không tắm gội được đâu. Thế là mẹ mới đi về tắm gội, xong rồi đến tối thì cứ càng ngày nó càng đau hơn, nên 9 giờ mẹ thấy nó đau hơn nhưng mà mẹ vẫn đi ngủ. Thế là đến tầm cứ càng ngày nó càng đau hơn, nên thì đến tầm tầm 1 giờ, 1 giờ, 1 giờ hơn thì gọi điện cho bác Oanh, bảo bác Oanh sang trông chị My mới trông nhà mình. Thế còn bác Hiền thì chú Hoan chở bác Hiền sang để đi đẻ, để đưa mẹ đi đẻ. Đến lúc đi đẻ sang cái nơi bố chở mẹ đi đẻ. Bác Hiền, bác chú Hoan thì chở bác Hiền đi, còn bác Oanh thì ở nhà trông chị My mới trông nhà. Thế là đến đêm thì là bác thấy gọi cửa, cái hồi giờ điện thoại gì đã có nhiều như bây giờ. Thế là gọi cửa thì mới bảo rằng là Yến đi sinh, thế là bác sang bác trông Hà Mèo, bác trông chị My. Đi cho chuẩn bị đi lên nơi gì vào bệnh viện thì nó hỏi đẻ ra. Thế là lúc ấy là 4 giờ, lúc 2 giờ rồi. Thế là vào thì hỏi đi đẻ con ấy, sao bảo thế như thằng Mạnh nó xuân nó bác sĩ đấy, nó bảo sĩ đẻ rồi, mở 7 phân rồi cơ mà, mở 7 phân rồi bảo sĩ đẻ rồi. Thế là đi dư phòng đẻ thì vô được ngoài vô trực thôi, cho bác Hiền bác cứ được vào. Cái khoa sản ấy, nó ngay ở gần chỗ nhà hát lớn thôi, nên là vào nhập viện đẻ thì vào phòng đẻ theo yêu cầu. Thế là hôm nay bác sĩ Mai trực, thế là bác sĩ Mai đỡ đẻ cho mẹ, thì bố mới chú Hoan đứng ngoài, còn bác Hiền vào tận bên trong cùng với mẹ. Thế là mẹ vào, mẹ thấy người ta cứ lăn lộn, thế xong bắt đầu người ta kêu to ơi to. Mẹ bảo khiếp, sao kêu to thế. Thế là đến lúc thì mẹ mới bảo là bác sĩ Mai bảo là thì cứ làm ấy đi. Thế là mẹ làm đấy, xong là mẹ bảo bác ấy đau rồi, đau đau đẻ muốn đẻ thôi sao ấy. Thế bác bảo chưa, cứ bao giờ phải lăn lộn như mấy cái người kia cơ. Đấy, thế nhà mẹ với bác Hiền cứ ngồi bên cạnh mẹ, mẹ đau nhưng mà mẹ vẫn làm, mẹ nhai nhai mía nhai mía đúng rồi. Thế đến lúc thì bảo đau lắm rồi, thôi em không ăn đâu. Thế thế sáng hôm đấy là bố xin nghỉ làm hay là như nào? Thì nghỉ rồi, thì nghỉ rồi chứ cái gì đó. Thế được nghỉ chế độ chăm thai sản à? Không không, cứ nghỉ ra chút nữa thứ sáu. Thế xong rồi sao nữa? Xong rồi mẹ đẻ thì lúc ấy bố đứng ngoài như nào? Mẹ bé thì bố đứng ngoài thì đứng quanh quanh quản thôi, mặc áo bộ lôi áo lính thôi. Thế con lo lắng không? Có chửa chửa cửa tử gì đấy, có lo lắng không? Lo chứ, Nè. nhưng mà trong túi là phải có 1 vài triệu nghe vật lý rồi, đi chở đi đẻ 1 vài triệu nghe vật túi rồi. Đến lúc thì bác ra bác kiểm tra thì bác bảo ừ sắp đẻ rồi. À, thế là đến lúc thì bác cũng bảo chọc ối trước nhá. Úi giời, lúc bác ấy làm chọc ối xong nó ào ra một phát, mẹ cảm tưởng như phải một xô nước chắc. Thế thế là xong, xong là đẻ thì tầm 4 giờ kém 5 ấy, thì 4 giờ kém 5 ấy là bắt đầu con đẻ. Nên là con đẻ ra, nhưng mà cái thằng cu ở bên cạnh nó đẻ trước, nó khóc to lắm, nhưng mà con khóc không to lắm, khóc ý tứ lắm. Thế là mãi về sau mới biết rằng là à chắc là lúc chọc ối ấy, là ối nó tràn vào, xong là con bị hít vào vào phổi, cho nên là con bị viêm phổi. Về sau lúc về nhà thì thấy cái mũi con cứ khịt 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 tí, thế là cho đi khám thì bảo là bị viêm phổi. Xong là bác sĩ hỏi mẹ là thế lúc đẻ là chọc ối trước hay là chọc ối sau, xong mẹ bảo chọc trước. Thế là bác sĩ bảo thế đúng rồi, chọc ối trước thì thằng bé nó hít phải là nó bị viêm phổi.
Thì bác ở nhà bác trông chị My với lại trông nhà. Thế My cứ hỏi là mẹ đi đâu. Thế mới bảo là mẹ cháu đi sinh em bé, bây giờ ở nhà với bác. Thế là hai bác cháu ôm nhau ngủ. Thế đến sáng hôm sau thì My trốn học, cứ đòi đi lên xem em bé. Thế thế là bác mới chở chị My đi lên khoa sản. Cái hôm mà mẹ đi đẻ em ấy, thì chị cũng không nhớ là hôm đấy nó như nào, nhưng mà chị chỉ nhớ nhất là cái cảnh mà là lần đầu tiên được vào gặp em ấy, là lúc mà những lúc mà mẹ còn có bầu em, là em còn ở trong bụng ấy, thì chị hay chơi với em lắm, xong rồi suốt ngày nói chuyện với em này, xong rồi sờ lên bụng mẹ, thấy chân của em, mỗi lần em đạp ra to như này là em hay đạp mẹ lắm. Xong rồi cái hôm đấy đợi mãi, thế đến lúc mà em ra đời rồi á, thì lần đầu tiên không nhớ là ai chở lên bệnh viện nữa, nhưng mà lúc mà lên á thì cái hôm đấy đặc biệt lắm, tại vì là hôm đấy lại mất điện. Thế xong rồi lúc mà bước vào phòng xong rồi lúc mà bước vào phòng ấy thì tối tối đen, trong phòng không không có đèn sáng. Thế xong rồi chị chỉ nhớ là ở bệnh viện ấy, người ta thắp mấy cái nến, thắp mấy cái nến trong phòng, cho nên là nói kiểu màu cam cam ấm cúng. Cái lên đến đấy được một tí thì thấy mất điện tối thui, thế nhưng mà em bé thích lắm, em bé tóc xoăn, xong rồi môi lại hồng, mà hai cái má phính phính ra. Thế cả nhà cứ đùa, cứ bỏ chứ trông như là cháu nội ông Trịnh Mai ấy. Thế mà hồi bé thích lắm. Ui dồi, lúc con đẻ ra nhá, bác sĩ Mai đỡ, bác sĩ Mai bảo chứ, ui dồi thằng này nó to lắm, 3 cân 7 mà nó trắng, tóc lại còn xoăn nữa, đẹp lắm. Cái vừa đẻ con thì mẹ 3 cân 7, mới 3 cân 9 thì... Thế là 3 cân 7, 3 cân 9? 7, 3 cân 9 ấy. Thế là mừng mũ bím. Chị còn nhớ cái lần bế em ấy, là em cũng to lắm, em cũng to cực kỳ luôn. Là lúc ấy chị hỏi mẹ là mẹ ơi là em nặng bao nhiêu, thì mẹ nói là em nặng 3,7 kg. Mà người ta ở đấy ai cũng khen là mẹ đẻ giỏi, tại vì mẹ đẻ em là mẹ đẻ thường, còn thường như người ta 3,7 kg ấy là phải đẻ mổ rồi, tại vì to quá. Mẹ thì mẹ bảo là chị là 3 kg, còn em là 3,7 kg, to trắng mà xinh lắm, đáng yêu lắm. Ủa, tóc xoăn thế mà cái da con nó căng cơ, chứ nó không nhăn nheo như những cái đứa khác đâu. Lúc mới đẻ ra những đứa khác nó nhăn nheo, nhưng mà con thì da nó căng. Thế xong rồi trên lông mày ấy, nó lại còn có một cái sợi lông mày dài ra này, mà nó lại màu trắng nhá. Thế hồi đấy siêu âm trước là biết con là con da rồi à? Ừ. Thế xong rồi như nào? Hôm qua mẹ kể là mẹ cho bố biết là con da, mẹ cho bố đi chơi mà. À, bố cho mẹ đi chơi mà, như nào? Tại vì cái lúc mà đi siêu âm con là con trai ấy, là bố đã thích rồi. Hồi có biết rồi, biết con trai rồi. Tại vì là đi siêu âm ở khoa sản người ta bảo con trai. Thế xong là bố cũng còn chưa tin, bố lại cho mẹ đi lên cái chỗ chất lượng cao lại siêu âm lần nữa, người ta bảo con trai. Thế là bố sướng, bố cho đi chơi khắp mọi nơi, xong đi khoe là ta sắp sửa có con trai rồi. Thế bác có nhớ cái hôm mà cháu được về như nào? Hôm nay bác ở trên đấy không? Hôm cháu được về thì bác lại vẫn bị phân công ở nhà trông chị My. Xong rồi là sắp đồ ra, kiểu các cụ cứ bảo là khi mà đẻ về đấy thì phải sắp cái chậu đón về. Thì phải trước hết là khi bế em bé theo thì phải cầm con dao hoặc là đũa để ở dưới tay, cầm dưới là xong bế em bé là xong đi về qua cửa ấy, thì ở nhà phải chuẩn bị mua một cái chổi thanh hao đấy. Thế xong bắt đầu là mấy cái chậu nữa, thế xong mới đốt vào đấy thì bế em bé với mẹ cháu là bước qua lửa, kiểu như là để như là các cụ nói là bỏ cái xui xẻo ở ngoài đi, xong rồi là mới lại cho nó ấm vào trong, hơi ấm vào trong nhà cho em bé. Nên là bác toàn được phân công nhiệm vụ ở nhà để chuẩn bị những cái việc ấy thôi. Thế còn đi đón thì là hôm nay có cả bà ngoại nữa. Ui giời, lúc ấy là bác Hoan, bà Kha ra, mới chú Thỉnh ra, mới cô Hường ra, mấy ai nữa, mới là cái hình như là cái chú bác Kha, mấy bác Kha, bác Hoan ra này, mấy chú Hoan, chú Thỉnh này, thế là còn cô Hường mới không có gì
cô Loan ra đó, xong bốn người ra, xong ra lúc nằm thịt gà nhà mình cho em má ra, xong là bác Hoan mới ra mới gà gọi là chặt xe taxi, gọi taxi xong ra đón về. Thế là ra đón cả đón về cho con về được về bốn người taxi ra đón cả. Như là hôm đấy ở trên bệnh viện được khoảng 3-4 ngày rồi đấy, một tuần gì rồi, thế bác sĩ cho về, thế là chị vui lắm. Thế xong rồi chị còn nghĩ trong đầu là bây giờ mình sẽ làm một cái tiệc để đón em về. Mình sẽ làm băng băng rôn treo lên là chào mừng cục cưng của chị về. À, với chị còn nhớ là ngày xưa ấy, là lúc mà em còn bé, là lúc mà sách về là bố sách, lúc mà em về là sách một cái làn, xong rồi bên trong đấy là để quần áo của em nhỏ, cái làn màu hồng chứ không phải màu xanh. Hết rồi.